Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, chiều qua ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết thỏa thuận kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sáng kiến kết nối kinh tế cao tốc phía Đông nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường phối hợp khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế tối đa của bốn địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên dọc theo trục đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái, đồng thời có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hướng tới xây dựng mô hình liên kết kinh tế tiểu vùng, tạo không gian phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng khu vực kinh tế phát triển năng động trong vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: ngày nay các con đường cao tốc đóng vai trò như dòng sông khi xưa, tạo ra và kết nối các trung tâm kinh tế đô thị mới. Do đó, trục cao tốc phía Đông chính là tiền đề cho sự kết nối kinh tế bốn tỉnh thành. Quan trọng hơn nữa, cả bốn địa phương đều cho thấy sự năng động trong phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh được đánh giá là thuận lợi hàng đầu Việt Nam. Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, trong khi Hải Dương và Hưng Yên là những địa phương có xếp hạng cao và tiến bộ mạnh mẽ nhất cả nước. Bộ máy chính quyền của cả bốn địa phương đều được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về sự thân thiện và hỗ trợ doanh nghiệp. Liên kết kinh tế bốn địa phương sẽ mở rộng không gian phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Bốn địa phương khi liên kết lại sẽ có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để tạo thành một khu vực kinh tế phát triển năng động, đáp ứng mong mỏi và khát vọng phát triển của người dân, của doanh nghiệp và vì sự thịnh vượng chung của bốn tỉnh, thành phố. Các đại biểu thảo luận phân tích những thế mạnh, cơ hội nổi trội của từng địa phương để đưa ra mục tiêu phát triển chung. Trong đó đều thống nhất, liên kết bốn địa phương sẽ tạo ra một vùng có tổng diện tích tự nhiên gấp 3 lần thủ đô Hà Nội, 5 lần thành phố Hồ Chí Minh và 8 lần so với Đà Nẵng. Bốn địa phương có lợi thế lớn về kết nối hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước, có trục cao tốc phía Đông nối một đầu là thủ đô Hà Nội với một đầu là cửa khẩu Móng Cái thông với thị trường Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong vùng có thể sử dụng 3 sân bay quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và hệ thống các cảng biển quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi địa phương đều có các thế mạnh riêng để phát huy khai thác cụ thể, như Quảng Ninh với thế mạnh về tài nguyên du lịch, dịch vụ, chuỗi sản xuất, thương mại gắn với thị trường Trung Quốc, Hải Phòng có lợi thế đặc biệt về hệ thống cảng biển và logistics, Hải Dương có tiềm năng nổi trội về nguồn nhân lực, quỹ đất và vị trí trung tâm vùng, thế mạnh về công nghiệp cơ khí chế tạo, Hưng Yên có lợi thế đặc biệt do tiếp giáp thủ đô Hà Nội, tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp cũng như nông nghiệp công nghệ cao đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Với Hưng Yên, việc kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp là cơ hội để tỉnh tiếp tục phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi hiện nay là rất thế mạnh phát triển công nghiệp. Vì công nghiệp của chúng tôi hiện nay chúng tôi cứ có lợi thế mà có thể liên kết vùng với bốn tỉnh, đó là giáp thủ đô Hà Nội. Và đến Hà Nội chúng tôi các khu công nghiệp này chỉ đến có khoảng 30 phút đồng hồ thôi. Đến cả Hải Phòng, rồi Quảng Ninh chỉ còn trên một tiếng và dưới một tiếng thôi. Rất là nhanh. Và dự kiến là năm 2022 này thì chúng tôi sẽ giải phóng được khoảng 1.000 hectare và bàn giao cho doanh nghiệp để làm hạ tầng, thì có cái cơ hội để tiếp nhận các dự án trong nước và ngoài nước về Hưng Yên để sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất. 8 khu công nghiệp đang triển khai như hầu như lấp đầy hết, 7 khu công nghiệp đang triển khai thì không có gì thay đổi. Đến năm 2025 là chúng tôi đã giải phóng xong toàn bộ. Hiện nay các cái nhà đầu tư các hạ tầng khu công nghiệp ở đây cũng rất có tiềm năng, ví dụ như khu công nghiệp Hòa Phát này, Yên Mỹ 2, khu công nghiệp số 1 này, công nghiệp sạch toàn quốc này, rồi khu công nghiệp Thủ Hoàng, khu công nghiệp số 3, số 4. Tức là tổng năm nay có khoảng 1.000 hecta của 5 cái khu công nghiệp này đã có mặt bằng sẵn này, các doanh nghiệp chỉ về triển khai thôi. Đấy là một cái thế mạnh mà chúng tôi rất là mong muốn sự kết nối giới thiệu các tỉnh bạn
về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Hưng Yên đến năm 2021 thì cái giá trị canh tác trên 1 hecta đất nông nghiệp là 215 triệu trên 1 hecta. Thì đấy là bình quân, chứ còn cá thể thì có cái giá trị rất là cao. Ví dụ như là trồng hoa cây cảnh của Văn Giang chúng tôi là 2 tỷ mấy hecta. Rồi vải trứng và nhãn ở Hưng Yên thì ngoài ra thì có cái khác như là cây dược liệu thì giá trị canh tác cũng khoảng trên 500 triệu một hecta. Thì chúng tôi rất là hy vọng các doanh nghiệp và các tỉnh bạn giới thiệu cho chúng tôi về các công nghiệp chế biến nông sản. Mục tiêu tổng thể khi ký kết được xác định là thúc đẩy kinh tế 4 tỉnh, thành phố trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương cùng ứng phó giải quyết các thách thức chung nhằm phát triển kinh tế nhanh bền vững về sự thịnh vượng của mỗi địa phương, đồng thời hình thành vành đai kinh tế phía Đông, trung tâm công nghiệp kinh tế biển, du lịch và là động lực tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số về tăng trưởng kinh tế thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp của 4 địa phương nằm trong nhóm đầu của cả nước, nhất là về môi trường kinh doanh thuận lợi, chất lượng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Mỗi năm có ít nhất 4 hoạt động chung liên kết và hình thành cơ sở dữ liệu chung về hạ tầng giao thông, hệ thống các khu công nghiệp, chuỗi sản xuất và cung ứng của 4 địa phương, hình thành cơ chế liên kết cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hợp tác đóng góp vào sự phát triển của 4 địa phương, kết nối phát triển cộng đồng doanh nghiệp đạt trên 100.000 doanh nghiệp vào năm 2025.